Xin chào các bạn và các anh chị, hôm nay thì mình sẽ làm món tôm sấy dẻo hay còn gọi là khô tôm. Thì để làm cái món tôm sấy dẻo này, ở đây là mình sử dụng một ký tôm nha. Tôm này là tôm tươi, sau khi mình mua về mình rửa sạch, mình để trong cái ngăn đông á, nó tầm khoảng 2-3 tiếng để cho hồi khi mình lột tôm ra cho nó dễ, nó tróc quá các anh chị. Ngoài cái phần tôm này ra thì ở đây thì mình sử dụng cái phần muối ớt. Đây, cái phần muối ớt tôm này thì mình sử dụng, đây là nếu ăn mặn thì mình sử dụng khoảng là tầm 1 muỗng rưỡi, còn nếu không thì mình sử dụng 1 muỗng cơm là được ha. Rồi cái phần ớt này thì tùy theo mình sử dụng, đây là loại ớt khô nè các anh chị. Nếu các anh chị thích cái cay thì mình cứ cho nhiều vào, nếu không thích cay mình giảm lại nha. Cái phần muối ớt tôm này thì mình thay thế cho cái hỗn hợp muối trắng nè, đường, bột ngọt á các anh chị. Mình đâm ra, thay vì những nguyên liệu đó mình đâm ra, thì hôm nay mình sử dụng cái sẵn có cái muối ớt này, thì mình lấy cái muối ớt này mình làm cho nó tiện luôn. Trước tiên thì ở đây tôm mình rửa sạch rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình lột vỏ tôm ra nha các anh chị. Lấy cái phần chỉ tôm luôn nha các anh chị. Các anh chị để cái phần rau vỏ tôm cũng được, cái đầu tôm cũng được, tuy nhiên thì mình muốn để thì không để thì cũng được nha. Mình lấy ra. Bên đây mình lột, mình chừa một cái khúc như thế này để có cái phần khi mình làm cái khô tôm này nè, nó sẽ được ngon nha. Nó khi mình gị ra vậy thì cái phần chỉ nó cũng ra luôn. Thì các anh chị có thể là mình bỏ cái phần đầu tôm, mình có thể mình lấy những cái me tôm như thế này cũng được, hoặc là mình bỏ luôn cũng được luôn nha. Thường thì nếu các anh chị mà chúng ta để luôn cũng được, nhìn nó đẹp, mà còn chúng ta bỏ cũng được luôn nha. Mình lột xong rồi mình chẻ thì mình thấy nó dễ hơn, còn nếu mình chẻ rồi á, mình lột á, mình nhiều khi mình thấy nó hơi khó hơn, cho nên các anh chị sử dụng cái cách làm nào cũng được luôn nha. Tôm mình để trong cái ngăn đá khoảng tầm khoảng 1-2 tiếng thì mình lột cái vỏ ra rất là dễ á các anh chị, nó tróc luôn á. Tôm này sau khi mình lột vỏ ra xong rồi mình rửa cho nó sạch á các anh chị, thì bây giờ thì các chị có rượu trắng thì mình rửa qua cái rượu trắng để cho cái phần tôm này được thơm nha. Thì mình sẽ bắt đầu mình chẻ nha. Các anh chị dùng cái kéo hay cái dao gì bén cũng được, các anh chị chẻ cho mình. Chẻ ra tới cái chân tôm luôn nha. Đây. Thì các anh chị chẻ như vậy thì con hồi con tôm của mình á, khi mình phơi nắng thì nó sẽ dễ khô hơn. Bây giờ mình ra, khi mình chẻ tôm xong ra là bây giờ thì mình sẽ ướp nha. Ở đây thì nếu các anh chị thích ngọt đó, thì mình sẽ cho đường nha các anh chị. Mình sẽ cho đây một muỗng cà phê nhỏ đường ha. Tiếp theo đường thì mình sẽ cho cái ớt này, mình sẽ cho cái muối ớt nè. Mình sẽ cho tùy theo cái khẩu vị nha các anh chị. Nếu mình thích ăn mặn thì mình cho khoảng là tầm 1 muỗng hơn ha. Còn nếu mà mình không thích ăn mặn á, thì ở đây thì mình sẽ cho nửa muỗng cà phê lớn nha. Đó. Và cái phần bột ớt này thì tùy thích ha, thích ăn cay mình cho nhiều. Đây mình sẽ sử dụng thêm cái phần rượu trắng á, mình sẽ cho 1 muỗng cà phê nhỏ cái phần rượu trắng vào trong đây để ướp cho nó thơm á các anh chị. Tiếp theo để cho cái phần tôm này nó thơm thì mình sẽ cho cái phần bột tỏi nè. Bột tỏi này mình xay á, khô khô mình xay, mình có thể là nó cứng quá cho nên mình sẽ ngâm với nước nè.
Tiếp theo thì các anh chị cho một tí xíu ngũ vị hương nha, mình sẽ cho một ít thôi nha các anh chị. Có ăn ngũ vị hương được thì mình sẽ cho vào, còn nếu không thì mình khỏi cho cũng được. Mình trộn lên. Nếu các anh chị không có cái phần muối tôm hay còn gọi là muối Tây Ninh á, thì các anh chị có thể là mình sử dụng là mình muối hộp, mình đâm nhuyễn ra xong mình cho muối hộp nè, rồi mình cho cái phần bột ngọt vào nè, không có thì mình thay thế bằng một hạt niêm cũng được nha. Nếu mình không thích ăn muối thì mình cho hạt niêm vào. Mình ướp cái tầm đây á, mình để nó lâu á, hôm nay mình làm buổi chiều á, cho nên sáng mai thì mình sẽ đem đi ra mình phơi nha. Cái phần cơm này sau khi mình đã phơi xong rồi nè các anh chị, thấy là mình phơi xong rồi ha. Mình sẽ lấy tôm ra. Mình phơi trong cái lồng như thế này thì an toàn ha, không bụi. Không có ruồi không gì hết. Tôm mình phơi nay nó được tầm khoảng là 2 nắng rồi đó. Thì mình thấy cái phần tôm của mình nó khô như thế này nè các anh chị. Nó khô. Nếu các anh chị nào chúng ta thích ăn dẻo thì mình phơi một nắng à. Với điều kiện là nắng nó phải nhiều nha, một ngày nắng nó phải to. Nhìn đây 2 nắng nè các anh chị, thấy rồi. Mình phơi 2 nắng như thế này mình để nó giữ được lâu ha. Còn một nắng dễ dẻo thì các anh chị phải để ngăn mát luôn, ngăn đông tủ lạnh đó để mình giữ, để hôi tôm nó dễ bị hư nha. Còn mình phơi 2 nắng như thế này mình giữ trong cái ngăn mát tủ lạnh nó còn ngon. Giờ mình sẽ lấy ra nha. Cái này hôm nay mình làm hơi nhiều, làm tầm khoảng là 3 kg rồi, mình làm thêm á. Khô rất là ngon á. Tôm này là mình sử dụng làm tôm cái phần tôm xé dẻo, còn gọi là tôm khô tôm á. Tôm khô nó khác rồi, khô tôm nó khác nè. Đây thì mình để trong cái ngăn mát được lâu nha, mình bảo quản nha. Các anh chị nào có hút chứ không được thì mình bảo quản càng lâu nha. Tôm lúc này là mình có thể mình làm mình để dành được rồi đó các anh chị. Nhớ phần con tôm này nè. Tôm này sau khi mình lấy xong rồi, bây giờ thì mình sẽ chiên thử vài con ha. Chiên vật nướng cũng được đó các anh chị. Nên mình bắt chảo dầu lên cho nóng, mình sẽ cho tôm vào mình chiên thử vài con trước nha các anh chị. Tôm này mình chiên nhanh lắm, mình phơi là nó đã muốn chín rồi đó. Thì bây giờ thì mình sẽ chiên lên nó sôi lên đó. Tầm khoảng 30 giây là cái phần tôm này nó chín rồi đó. Nè, tôm này mình chiên nó nhanh lắm, khoảng 30 phút, 40 phút là tôm chín, nó còn đổi màu nè các anh chị. Đó, vậy là chín mình vớt ra nha. Tôm nó chín nè. Ở phần này sau khi mình tôm mình chiên xong rồi mình thử các anh chị, thử vừa ăn hay không nha. Giờ thì mình sẽ chấm với phần một ít tương ớt nha, tương cà, tương ớt, các anh chị nào ăn tương ngọt cũng được nữa, muối tiêu chanh hay muối ớt gì cũng được nha. Thì mình sẽ thử nha, mời các anh chị cô chú cùng thưởng thức nha. Mình thấy đó, có tương cà, tương ớt thì nó ngọt ngọt, nó chua chua. Rồi mình thử ăn là không chấm nữa nha. Theo cảm nhận của mình đó, mình ăn không chấm nó cũng vừa nữa. Tại mình cho một cái phần muối ớt tôm á, muối ớt Tây Ninh á,
mình cho vào trong đây là nó vị nó vừa ăn rồi, nó không mặn mà nó cũng không lạt nữa các anh chị, cho nên ở đây á mình khỏi chấm cũng được luôn ha. Mình chấm thấy đây có gì chua chua, tiên cà chua chua nó ngon. Rồi như thế là mình đã làm xong cái món tôm xé dẻo ngày hôm nay rồi các bạn các anh chị. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.